Và chúng ta đã thấy thì người đang dẫn đầu của đội tuyển Thái Lan không ai khác đó là vận động viên Chanibol Bhatia. Và như vậy chúng ta đã thấy còn những mét cuối cùng, tốc độ đã được diễn ra. Nguyễn Thị Thật là người luôn dẫn đầu. Nguyễn Thị Thật đang mặc áo đỏ, vừa là dẫn đầu đầu tiên ở phía sau là Indonesia. Jutatin không thấy luôn rồi. Jutatin, như vậy là Nguyễn Thị Thật là người đang vừa dẫn đầu. Nguyễn Thị Thật vẫn là người đang tạo ra tốc độ phía trên đầu. Chúng ta đang chờ thấy một màu trắng này hiện ra, đó là Philippines. Nguyễn Thị Thật đâu rồi? Thấy một màu trắng này hiện ra, đó là Philippines. Nguyễn Thị Thật đâu rồi? Nguyễn Thị Thật đi rồi. Như vậy là Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thật đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn xe đạp của chúng ta. Như vậy là một lần nữa xin chúc mừng cho tay đua Nguyễn Thị Thật đã là người giành lại chiếc món đồ mà chúng ta đã vượt mất vào ngày thi đấu đầu tiên. Như vậy là quá đáng khen cho tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam của chúng ta. Như vậy là mọi sự lo âu, buồn phiền, áp lực chúng ta